Xin chào mọi người nhé, chào mừng mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. Đó thì trên tay mình đang là chiếc điện thoại là Redmi Note 11S nha mọi người nhé. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là quay phim lại cái màn hình chiếc điện thoại này nha mọi người nhé. Rồi ok, thì đầu tiên thì ở trên cái chiếc điện thoại của các bạn sẽ vuốt cái thanh điều hướng này xuống cho mình nhé. Nó sẽ không có cái phần ghi màn hình ở trên cái chiếc điện thoại này đâu. Và chúng ta sẽ kích vào cái phần là sửa cho mình nhé. Rồi lúc này các bạn sẽ tìm đến cái ứng dụng là quay phim màn hình nhé mọi người nhé. Thì mình sẽ tích vào cái phần dấu cộng này. Đó, sau khi mình đã tích dấu cộng trên này rồi thì các bạn sẽ tích vào dấu V này cho mình nhé. Rồi lúc này nó sẽ hiện ra ngay cái phần là quay phim màn hình ở trên cái chiếc điện thoại này nhé mọi người nhé. Rồi bây giờ mình sẽ thoát hẳn ra này. Lúc này nếu mà các bạn quay phim màn hình hoặc là quay những cái video màn hình hướng dẫn đơn giản như video của mình chẳng hạn, thì các bạn sẽ kéo xuống này. Chúng ta sẽ kích vào cái phần là quay phim màn hình nhé mọi người nhé. Và tiếp theo chúng ta chỉ cần tích vào dấu đỏ này thôi. Lúc này chúng ta đã đang quay phim lại cái màn hình này rồi nhé mọi người nhé. Nhưng mà nếu mà chúng ta quay ngay như này thì nó sẽ không có phần âm thanh nhé mọi người nhé. Và nó chỉ có âm thanh của cái hệ thống chiếc điện thoại này thôi. Ví dụ như nếu các bạn bật YouTube này, các bạn nghe thì nó sẽ có âm thanh phát ra từ YouTube và sẽ thu âm được nhé mọi người nhé. Ở đây thì mình sẽ ấn vào dừng này. Rồi bây giờ mình sẽ thử vào cái phần bộ sưu tập để cho mọi người xem nhé. Rồi mình sẽ ấn vào phần là album này. Mình sẽ kích vào cái phần là ảnh chụp màn hình hoặc là quay màn hình nhé mọi người nhé. Ở đây mình sẽ chọn sang phần là quay màn hình này. Đó, thì đây hiện tại là vừa mình mới quay xong nhé. Mình sẽ chọn vào cho mọi người xem này. Rồi mình sẽ ấn vào phần là chạy nhé. Đó thì mọi người có thể là thấy cái điện thoại của mình nó hoàn toàn là không có âm thanh nhé mọi người nhé. Rồi ok, nếu mà các bạn muốn có âm thanh ở trên cái chiếc điện thoại này thì khi mà các bạn bật cái phần quay màn hình này lên như này rồi cho mình, thì các bạn sẽ kích vào cái phần là bánh răng cài đặt này cho mình nhé. Rồi tiếp đến các bạn sẽ kéo xuống, các bạn sẽ chọn vào cái phần là nguồn âm thanh này. Hiện tại là nó đang là âm thanh hệ thống như mình nói, là chỉ có âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại này thì nó mới thu âm lại được thôi. Lúc này các bạn sẽ chọn vào cho mình, các bạn sẽ chọn vào cái phần là micro cho mình nhé. Rồi bây giờ mình sẽ thoát hẳn ra bên ngoài nhé. Mình sẽ quay màn hình một lần nữa cho mọi người xem này. Đó, và bây giờ hiện tại là mình đang quay lại màn hình rồi nhé. Mình sẽ vuốt thử này. Đó, rồi mình sẽ dừng lại nhé. Bây giờ mình sẽ vào cái bộ sưu tập hoặc là chạm luôn vào cái bản lưu này. Đó, mình sẽ bật lên nhé. Đó, và bây giờ hiện tại là mình đang quay lại màn hình. Ok chưa ạ? Mình sẽ vuốt thử này. Đó, rồi. Ok, thì hôm nay mình đã hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là quay phim màn hình chiếc điện thoại là Redmi của chúng ta có tiếng nhé mọi người nhé. Thì mọi người xem được cái video của mình chia sẻ thấy hay và hữu ích trong nhiều like đăng ký nhé. Và chia sẻ video giúp mình.